Thêm một sự lựa chọn nữa dành cho game thủ, một cái tên khá mới đối với phân khúc màn hình gaming thế nhưng lại cực kỳ quen thuộc đối với các gia đình, mà mình tin chắc gia đình nào cũng có ít nhất một sản phẩm đồ gia dụng của nhãn hàng này như là bình siêu tốc, bàn là hoặc là máy hút bụi. Thế nhưng một mẫu sản phẩm cực kỳ mới lạ mà mình muốn nói đến trong video ngày hôm nay chính là mẫu màn hình gaming đến từ Philips. Vậy thì hãy cùng mình tìm hiểu một nhãn hàng chuyên đồ gia dụng sản xuất ra màn hình gaming sẽ như thế nào nhé. Đọc thông tin ở trên web của Philips thì hãng cho biết màn hình này là màn hình cong 32 inch độ phân giải QHD có công nghệ AMD FreeSync, tốc độ làm mới nhanh lên đến 144 Hz cho các bạn trải nghiệm giải trí, xem phim, chơi game đều vô cùng mượt mà. Màu sắc thì cực kỳ sống động như thật với công nghệ Ultra Wide Color. Đầu tiên khi nhìn vào thì mình khá ấn tượng với phần thiết kế. Trên đế của sản phẩm này là trên đế hình chữ V làm bằng kim loại. Đối với mình thì trông nó khá sang và cực kỳ chắc chắn. Thêm vào đó, màn hình này là màn hình cong, kích thước còn to nữa, thế nên là chân đế làm bằng kim loại sẽ giúp chống đỡ màn hình tốt hơn, không có hiện tượng rung lắc màn hình khi mọi người lỡ tay chạm vào bàn khi đang dở một trận game. Về tính năng của sản phẩm này, nói về ưu điểm. Đầu tiên, màn hình này có tốc độ làm mới lên đến 144Hz. Các bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao, các bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Với tốc độ kéo lại hình ảnh hiển thị lên đến 144 lần trên giây, màn hình của Philips nhanh và hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình tiêu chuẩn. Ví dụ đối với màn hình khác, tốc độ khung hình thấp có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như đang nhảy từ chỗ này sang chỗ khác trên màn hình, khiến các bạn khó nhắm được trúng mục tiêu. Nhưng đối với tốc độ khung hình 144Hz, các bạn có thể nhìn được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình như là các góc khuất chẳng hạn, hiển thị rõ hơn các chuyển động của đối thủ, nhờ vậy các bạn có thể ngắm được mục tiêu dễ dàng hơn. Thêm vào đó, màn hình Philips hỗ trợ công nghệ AMD FreeSync chống xé hình với hiệu năng cao nhất. Tuy nhiên, với yêu cầu bắt buộc thì các bạn sẽ phải sử dụng card đồ họa đến từ AMD thì mới sử dụng được tính năng này. Và khi đã sử dụng được tính năng này rồi thì các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình thì màn hình Philips này xứng đáng là một sự lựa chọn trong phân khúc màn hình gaming. Màn hình này được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho các bạn nhiều sự lựa chọn. Chế độ FPS chính là góc nhìn người thứ nhất sẽ cải thiện màu sắc trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ Racing sẽ điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc ở mức cao cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ RTS sẽ là một chế độ Smart Frame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép các bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất. Thời gian phản hồi ảnh động cho hình ảnh sinh động và chơi game mượt mà chỉ với 1 ms. Thời gian phản hồi ảnh động hay còn gọi là MPAT là một cách thức trực quan hơn để mô tả thời gian phản hồi, trong đó đề cập trực tiếp tới thời gian khi nhìn thấy nhiễu mờ cho đến khi hình ảnh hiển thị rõ nét. Màn hình chơi game này của Philips với MPAT 1 ms sẽ giúp loại bỏ hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Cộng thêm công nghệ Ultra Wide Color sẽ cung cấp giải màu rộng hơn cho hình ảnh rực rỡ hơn, lên đến 100% giải màu DCI B3, chất lượng hình ảnh giải trí đa phương tiện hơn, năng suất màu sắc cũng sinh động hơn và rực rỡ hơn rất nhiều. Mặc dù sử dụng tấm nền VA nhưng Philips cũng đã tinh chỉnh để màn hình có góc nhìn gần như là tuyệt đối. Với độ phân giải QHD 2560x1440, màn hình này của Philips mang đến hình ảnh khá trong. Về cổng kết nối thì màn hình này sẽ được trang bị DisplayPort và HDMI. Thêm một điểm cộng nữa cho màn hình Philips này đó chính là có chế độ Low Blue không gây hại cho mắt và giúp mắt ít mệt mỏi hơn với công nghệ không nháy hình. Chế độ Philips Low Blue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại. Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình một số người dùng sẽ bị nháy hình gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp người xem thoải mái hơn. Và với mức giá chưa đến 10 triệu đồng cho một màn hình gaming đến từ Philips thì nếu là mọi người có dành sự lựa chọn này cho Philips hay không, để lại phần bình luận ở dưới nhé. Và đừng quên là like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Anphat Computer để không bỏ lỡ những video tiếp theo của chúng mình. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.